Mày cùng vào gõ cửa đến thành nha. Chào tất cả các anh em nhá. Nhà của anh cũng cửa. Này anh em có lời lời. Cứ đấy mà lại đến là đón này. Mừng cho đôi bạn trẻ này. Lại đến là đón. Nhận vẫn đeo mà. Nhận này. Sai giờ vẫn đeo nhẫn một đôi vãi. Ôi trời. Này, khả năng đêm nay không bỏ ra được. Tối nay về mà tắm thì phải cuốn băng dính hoặc là treo băng dính. Anh tắm nó còn dính, nó lấy cái nịt. Lấy cái nịt. Nó treo vào. Băng dấu ấy, băng dấu ấy. Băng dấu cái đâu. Nịt tròn, nịt tròn. Băng dấu sơ. Băng dấu khói, đúng không? Lúc đến đeo sáng mai vẫn đi đeo rồi. Anh ơi, hết chửa đấy. Nhưng mà ý tưởng của cô là phát triển nhanh đấy. Thông minh không? Thông minh. Quá thông minh rồi. Đứa gái nhảy số rất tốt. Anh ơi em học hành mấy lần. Khả năng mày đừng có lái máy bay, mày phải lái tàu hỏa đi. Tàu ngầm rồi. Kinh nghiệm thì nhiều nhưng mà thực chiến thì ít anh ạ. Chứng tỏ là cô đỡ anh. Em là phép gọi anh ạ. Em mời anh một chén nhỉ? Sinh nhầm thời đấy, nhìn đúng thời là mày chén làm quan làm tướng ấy. Em mà em 18 tuổi mà khôn như bây giờ. Vừa nãy đã bảo uống 3 chén liên tục và bảo thôi không uống nữa rồi, từ từ một chén mà. Ôi anh ơi, anh uống nhiều thế thì em chết em à. Thôi, mày như thế là lửa chén rồi, mày uống nhiều gì? Ừ, mày uống bằng đấy thôi, còn anh uống một chén. Thôi anh ơi. Ừ, anh khỏe hơn em, anh làm anh ăn thèm bằng đấy. Không, anh bằng mày thôi. Anh ơi, cái vụ ở trên huyện ủy như nào hộ em đấy? Chẳng như nào hả? Một pha đấy không lời chuyện đâu này. Thế nhà mày với bà Khánh anh kiểu chó gì nhỉ? Anh em bên nhà ông Thị nhà em, Thị Thủy. Bà Giang với bà nội em là hai chị em. Nhưng sao? Tức là mẹ bà Thủy với lại bà ngoại em. Bà nội em. Nó xin chân tiêm rượu như thế. Uống nát người thôi. Bọn em to thôi. Kiểu là uống với canh này không có ai đủ. Đây là anh Thành Công Tử này. Uống rượu này, ăn lẩu này. Sau này uống nước chè. Đây, ăn nhót. Sau lại nhót, thuốc lá. Anh ơi, cái mấy cái này không bao giờ chát luôn. Anh thích cái vị nó chát đây. Anh giống em ấy. Không lấy làm đúng vị nó. Họ chỉ bảo mỗi đắng cay ngọt mùi nhưng họ không nói chát thì anh nhỉ. Thiếu thì chát. Bây giờ chỉ cái bức cái ba canh muốn nói nhau. Trường hợp bây giờ mà nó bảo là bây giờ để mà muốn nó không đi thì kiếm ông nào vừa già mà già mà nhiều tiền. Ông nào vừa già vừa có tiền là em ở lại luôn thế. Đây ông ơi chấm phải đủ hai tiêu chí vừa già vừa có tiền cơ. Vừa già tiền vừa khỏe nữa, yếu rồi chết đi. Nhưng mà ăn nhót rồi xong cái phấn nó vào dám cổ lắm. Tiêu chí của mày là đầy đủ quá. Người ta chỉ được khoảng tầm 80% thôi, mày đòi 100% khó lắm. Đó chuẩn bị đi anh đánh bắt xa bờ rồi. Anh Thành uống anh Tùng chén đi. Đúng rồi. Anh Tùng mời lại anh Thành chén đi. À không, ông ấy về chơi kiểu mới, ông mời hai đứa nó một chén, hai vợ chồng nó một chén. Xong là tôi lại mời hai vợ chồng nó một chén. Đấy, đúng rồi. Mời rồi. Thế quay đi quay lại là say đấy. Thế thì bây giờ là anh mời hai vợ chồng mày mời Tùng một chén và mời Trang một tí. Em cứ tưởng chị mình đi lạnh chân lạnh toát rồi. Chân lạnh toát. Dầu mới. Không thì mày phải lấy hẳn lọ dầu lên bôi vào chân đi. Anh là tí chồng tí xe rượu hay bôi dầu vào chân. Lá trầu với bôi vào chân. Dầu nữa, tao thấy vợ tao là hay bôi dầu với bôi vôi vào bàn chân này. Bôi chân khét bôi nó lại. Lỗi này, vợ chồng ở đây để giận nhau. Tao bảo mời Tùng một chén và mời Trang một tí mà đấy. Đây. Mày làm cháu là mày thôi. Lên tòa luôn đấy. Bỏ xe luôn hay hả? Vừa mới ký xong đây còn chưa nào khô mực đâu. Tao bảo rồi. Mày hiểu sách một cái bút mà 3 ngày sau nó bay mực đấy. Đúng rồi. Ba tận từ hôm nay tin rồi. Thế là không khả năng hoa miên chảy máu thì là không ký bút chì cũng được. Về lấy tẩy tẩy đi là xong. Nó có cái bút ký bay màu mà nó bay khô mà. Nhưng mà không nghe về cứ cười núp ních nhưng mà ký rồi vào việc rồi. Không cũng sợ mất anh ạ. Hôm nay run ký cho bay màu. Em ơi nó đóng bút xa gà chết rồi nhá. Em bảo rồi cứ suy nghĩ nốt cơn đêm anh hôm qua bảo rồi. Anh cho em hỏi là trước khi lúc mình ký tay mình có run không? Ui nó ký đẹp lắm. Lần này nhưng mà anh ơi nhưng mà lúc lên ủy ban về thấy buồn lắm.
sau đấy là sang chiến tâm lý. Đi cháu đi chợ bảo đi mua thức ăn, nó đi 10 vòng biết mua gì. Sợ gặp Trang thôi mà, sợ gặp Trang sang phòng công an. Đi 10 vòng. Anh ơi, phải ngồi phòng anh rồi. Bảo là hôm nay cơm nướng của mình thì xin nghĩ lại đúng không? Ngày trước đi tí về sắp rồi sang lấy cho. Đi 2 tiếng mới mua được mang đồ ăn về bảo rồi. Chắc là bảo rồi. Chúc mừng hai đứa. Hai đứa nâng lên chén đâu. Cho Trang một tẹo thôi, anh bảo là uống với Trang một tẹo đồ ăn đây cho anh. Rồi, hôm nay đồ ăn đây cho anh. Ôi, hôm nay mới hết. Mạnh mẽ. Đồ sang đây thôi. Hôm nay hai người muốn say cùng nhịp. Mạnh mẽ. Anh Túc. Anh bảo anh mời một tí. Như này, như tay. Cảm ơn. Đây là chén rượu ra bôi nhá. Nha, thôi cái gì thì cái. Thôi cố gắng. Em bây giờ lấy chồng sợ bọn thanh niên chưa mó nhảy cầu hết nên em không dám đây. Giờ lại ra đi một con số. Nhảy tùng tùng nó thì mẹ chắc liên tục là anh em lại đắt hàng. Đâu, ba anh em cho anh ở dưới anh ở nhà anh hay ngọc lên. Dễ xử lý ấy. Tức là ok mày, mày thích bay hướng nào mày bay ấy. Đấy. Bao tuổi anh lấy vợ? 31 tuổi. Tao tại sao không biết anh sớm hơn? Đeo cười sao lánh. Mày hay mấy mày lấy rồi. Không, có mười mấy. Mày màu quá, mày lấy sớm. Chưa rửa ai lấy anh được. Anh cứ thử một ai ở đây cả. Anh đi học chuyên nghiệp 13. Em nhớ cưới Phượng này em đưa nó lên trên. Mày mới đưa bằng đi. Xong rồi về nhà nó ăn cháo và em xúc xáo em cái đường mũi. Xảy không nổi. Mẹ mẹ không biết sao về. Xảy ủ. Không biết đâu về khổ luôn. Mẹ. Thế mà hôm nay về. Anh đi cũng một tháng rồi. Em nhớ em về em nó hỏi em à. Mẹ em uống năm triệu hàng ngày cuối. Mẹ mà đấm mà mẹ bật nó. Chồng mày đã xem. Chồng mày đã xem. Nó xem mày nhìn đâu hả? Không. Mẹ, thằng Tình này bọn thằng Mạnh Như về hết. Em khóc mà. Sao mày gọi là thằng Tình? Quá. Nó học mà em kệ mẹ nó đúc nó hơn người. Thiết đéo là chú đúc liên tục đấy. Thông minh quá. Học lại cái chắc anh ạ. Mày cho tao đi. Thôi. Để yêu em chứ. Về nhà nó ăn cháo và về sau cứ sao bằng anh hôm qua. Anh kể anh nhá. Xúc kiểu kìa cho lên mũi anh ạ. Bạn bè em về đi, em mới cục thử thân của em khóc nó chửi em là mẹ mày uống lắm rượu vào tay. Mẹ đi từ Chiêm Hóa sang bên Bắc Cạn cả đánh say xe sao? Nôn nó cũng chửi đổi mẹ nhà mà lồn. Rồi chửi. Cay. Thế là hai đứa mày học cùng nhau bền vững luôn à? Chơi bên còn em chơi tất cả học trường này em chơi hết. Trời mà anh hiểu đâu. Anh lớn hơn em. Anh Hoàng đã mời tao. Mày lại vội rồi. Em mời anh à? Lại vội anh à? Anh Thành. Ok. Mời nha. Trang nếu mà sợ say uống cái này vào cho nó bốc rượu ra này. Uống cái nước canh nóng vào nó bốc rượu ra. Đâu đem lấy cho. Tí còn nhiệm vụ rửa bát ở đây, chị đừng có say. Đấy là một cái giải pháp tình huống. Chị đừng có say, tí còn phải rửa bát đấy. Đúng rồi. Anh mai giờ. Dầu mới. Mai giờ. Mẹ tao ở nhà cơ mà. Anh ơi, nung chiều thế không được đâu. Dầu mới nung chiều nó không tốt đâu. Người ta bảo là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Mới nhà gái. Mới về trận đầu tiên là phải múc. Mới nhà gái ấy. Nhưng mà đây là điều của các cụ dạy trước, tôi phải dạy lại. Này, tí rửa bát nha. Nhớ ông Điệp phải không? Không cần nghe ai nói, mẹ đêm vân ôn hôm cưới xong về tát bà hiền bốc vỡ. À dây vỡ, kiểu dây vỡ. Em mùi. Ông hút nhờ mùi. Mùi tí, ờ tí. Nhưng mà làm thế làm gì? Ơ thế còn một anh gì trên. Không biết ông ngày xưa ông ăn gì ấy chị ạ. Tao kể cho. Chị Hòa tao lấy ông Quân Mản ấy. Nghĩa là người ta bảo là trước khi mà về dâu mới về phải dẫm chân vào dâu mới. Bà Hoa đội mũ dẫm chân dâu mới. Bà Hải dẫm một cái. Bà Hoa dẫm mẹ ra đè luôn mẹ chồng luôn. Nhưng mẹ dẫm tao làm sao dẫm được. Sao là cuối cùng rồi? Trẻ nó chứ mẹ là đè tao, bố mày đè lại cho. Mà bây giờ người thế đè nhau được. Nhưng mà nha, mẹ tao ơi, đè chạp nha. Chị cùng bà Hoa là giỏi đấy. Này, anh phải hút cùng Quân đấy. Mà hở ra cái chị Hoa em ấy luôn, khử luôn. Không có sĩ đây nhỉ. Nhưng bà Hoa như mày là có tướng dậy chồng ấy. Đấy không? Này. Cao thủ trong cao thủ. Sợ ông ấy chơi bời cả túc viện nhá. Nhưng bà Hoa khử luôn, chạp, bây giờ ở nhà lắm, đánh ngon như cún luôn. Bỏ cà phê đấy. Chồng của chị Hoa đâu nhá. Anh Quân Mản không sao. Này, anh rể em bây giờ tốt lắm, thật là ngoan. Không nhiều người lành mà. Đúng rồi. Hồi xưa vợ bắt đầu bắt đầu ấy. Chị Hoa nhà tao xấu xấu vậy thôi mà chồng mẹ mà sợ xấu thì bà xưa mà cái lúc bà cái béo thôi béo rồi nha ngon mà bà đẹp à, lúc bà sinh bé nhỏ nó chưa dậy được nó bây giờ bà hàng tạ đi đây là sao đè đầu cái cổ ấy em mà lấy cổ thì chết em mà lấy chồng chỉ cần ho hoe like ảnh gái trên mạng thôi rồi mẹ mẹ
Nè luôn. Đã là chồng mà, mình là mình khử luôn. Nhưng mà ý là cái tính cách của bà ấy là bà rõ ràng là một hai là hai, bà không lòng vòng đâu. Đúng rồi, bà ấy phải, bà hay hay chửi thì mầm hay chửi. Nhưng mà một khi em khùng lên là bà cũng sợ em luôn đấy. Bà ấy sợ em phết đấy. Chẳng qua là em cũng chưa điên thôi. Nói chung là mày khùng lên ai cũng sợ. Mày không điên người ta đã sợ rồi. Em là chồng cứ vớ vẩn em chết em. Kìa anh hàng xóm nó bế con nhìn sang đây rồi đấy. Mày nói gì to. Con bốn mùa xong nghỉ rồi nha. Hả? Đây đây, chuyện nào bốn mùa đây. Sao nghỉ? Nghỉ bán thịt chó, sợ vẫn bán hàng ăn. Ấy nhỉ? Nghiệp. Thực ra là con là bị ung thư phổi họng đúng không mẹ? Không nọ. Hôm nọ em thấy ung thư phát là em biết ngay là ra em cũng nghĩ đến cái thằng mới lấy vợ anh. Thằng mới lấy vợ đấy. Thằng Nam. Nam. Anh không biết thằng đấy nhỉ? Đi mày sang ngồi chơi vàng. Thằng ơi, nó cũng nhỏ nhỏ như thằng Cảnh ấy. Anh Phương nhỉ, anh Phương. Không, thằng đấy nhìn đỡ hơn Cảnh. Đấy, Cảnh đỡ hơn. Cảnh hơi khuyết thì tí đấy. Đập củ làm. Khuyết cả mình.